Xin chào tất cả các bạn. Tôi rất vui mừng vì được cùng các bạn tham gia sự kiện Khởi động Kinh doanh 2021. Tôi muốn bắt đầu bằng một lời cảm ơn to lớn vì những thành quả mà các bạn đã đạt được trong suốt 12 tháng qua. Dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành trong suốt năm qua và dự kiến sẽ còn ảnh hưởng đến chúng ta về mọi mặt. Nhưng những việc làm của các bạn sẽ mang lại sự ảnh hưởng to lớn một cách tích cực đến cuộc sống và gia đình của tất cả khách hàng và cả cộng đồng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sự tự hào về thành quả mà chúng ta đạt được. Tôi muốn cảm ơn các bạn một lần nữa vì những cố gắng để hỗ trợ cho khách hàng. Đó chính là sự nỗ lực, sự chuyên nghiệp và sự tận tâm vượt trội đã làm cho thương hiệu AAA trở nên khác biệt. Nhờ vào sự cố gắng không mệt mỏi của các bạn, tập đoàn AAA một lần nữa giành được vị trí số 1 về số lượng thành viên MDRT trên toàn thế giới. Đây là kỷ lục 6 năm liên tiếp và thực sự là một thành quả phi thường. AAA là một trong những tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thế giới và tháng vừa rồi cho thấy một kết quả đáng mừng. Giá trị vốn hóa thị trường của chúng ta đã vượt con số 135 tỷ đô la Mỹ. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng làm cho AAA ngày càng mạnh mẽ và điều đó đồng nghĩa với niềm tin, sự tận tâm và những việc làm đúng dành cho khách hàng của chúng ta. Sắp tới đây, tôi thấy một tương lai tươi sáng cho các chuyên viên tư vấn bảo hiểm của chúng ta. Nền tảng tư vấn viên của AAA được thiết lập theo tiêu chuẩn cao và là niềm mơ ước của các đối thủ trên khắp thế giới. AAA sẽ luôn tận dụng tốt các cơ hội để thành công dù là nhỏ nhất ở phía trước và cả trong tương lai. Như chúng ta đã biết, nhu cầu được khỏe mạnh, chăm sóc sức khỏe và những mong đợi cao về chất lượng cuộc sống khi về già đang tăng cao trong tâm trí của khách hàng chúng ta. Họ luôn có nhu cầu được tư vấn lâu dài về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp. Chúng ta có cùng một trách nhiệm, đó là hỗ trợ khách hàng trong vấn đề khó khăn tài chính và bệnh tật, và cũng đồng thời cung cấp giải pháp để bảo đảm cho tương lai của họ. Công ty cam kết rằng các bạn sẽ được cung cấp sản phẩm tốt nhất cùng sự hỗ trợ kiến thức, đào tạo huấn luyện và công nghệ tốt nhất để các bạn có thể tập trung vào điều mà các bạn làm tốt nhất, đó là giúp đỡ hàng triệu khách hàng có cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. Khi làm những việc đó, nghĩa là bạn đang cùng AAA tăng cao thu nhập và cả sự phát triển cá nhân, đóng góp vai trò quan trọng trong xã hội. Là những người chuyên viên tư vấn bảo hiểm tốt nhất trên thế giới, tôi chắc chắn các bạn sẽ khởi đầu một năm mới với sự bứt phá mạnh mẽ và cùng nhau đạt được các chỉ tiêu. Chúng tôi tin vào tiềm năng và khả năng của các bạn, và chúng ta sẽ tiếp tục là những người chuyên viên tư vấn ngoại hạng giỏi nhất trong khu vực. Tôi thay mặt ngài Bill, Rishi và toàn thể ban điều hành tập đoàn khẳng định các bạn luôn có toàn bộ sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được làm việc với các bạn để cùng nhau viết nên những trang sử mới. Các bạn là những người tuyệt vời và tôi tin chúng ta sẽ cùng mang lại những kết quả xuất sắc. Chúng ta có cùng đam mê, sự cam kết. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên một AAA vĩ đại hơn. Tôi hy vọng các bạn sẽ tận hưởng sự kiện hôm nay và một lần nữa xin cảm ơn.